À, xin chào các bạn. À, phía trước các bạn đây là một cái máy Dell Upstillet, cái form mini các bạn, hay còn gọi là cái form SFF. À, đây là cái máy mà chúng ta rất là hay gặp trong những cái văn phòng của các bạn để sử dụng á. Rồi, thì cũng có nhiều bạn ha, cũng như anh chị em á, mua cái máy này để sử dụng ở trong nhà, dùng để học online nè các bạn, làm văn phòng nè, rồi vân vân. À, có một số bạn thì muốn chơi game nhẹ luôn, ví dụ như là CF nè, hay là LOL các bạn. Đó, thì hôm nay mình sẽ nói việc là mình sẽ gắn cái card màn hình LaBroFile vào trong cái máy Dell Firm SMF này nè các bạn. Đó. Rồi thì đây là máy Dell Optelec 7010. Chạy Gen 2 và Gen 3 các bạn, tức là chạy Pentium G nè, Core 3, Core 5, Core 7, thế hệ 2 và thế hệ 3. Đó. Cái mã 010 này thì gồm có 3010, 7010 và 9010. À, 3010 thì chỉ có 2 khe RAM các bạn, 7010 và 9010 thì nó có 4 khe RAM. Rồi, thì đây là phía trước nè, nút Power, rồi DVD Slim. Đó. Rồi, phía trước đây các bạn sẽ thấy có là 1, 2 cổng USB 3.0, có ký hiệu SS nè các bạn. Rồi, 2 cổng USB 2.0, rồi logo Dell. Rồi, tem Win 7 và Core i5. Cái Core i5 nó cũng không quá quan trọng nha các bạn, cái tem này không quá quan trọng, tại vì CPU mình có thể thay i3-57 vô thoải mái các bạn. Rồi phía sau thì đây vẫn còn giữ hai cổng PS2 để chúng ta gắn phím chuột đời cũ nè, cổng cơm bọt này các bạn. Cổng này là dùng để gắn ra cái kích nạp nè, rồi điều khiển máy cắt vân vân các bạn. Rồi cổng VGA nè, hai cổng DisplayPort, rồi hai cổng USB 3.0 và 4 cổng USB 2.0 lên gigabit nữa các bạn. Rồi phía này là vị trí cái nguồn. Thì một số bạn á, hoặc anh chị em á, bây giờ khi mà chúng ta mua màn hình LCD mới thì thông thường sẽ có cổng HDMI. Thì cái này cũng không quá khó các bạn, chúng ta có thể mua cái đầu chuyển từ DisplayPort thành HDMI rất là rẻ tiền, chỉ có vài chục nghìn thôi. Đó, bạn nào mà có màn hình mà cổng HDMI thì chúng ta có thể mua cái đầu này nữa các bạn. Đây, nó chuyển từ DisplayPort thành HDMI đây. Đó, mình nghiêm vô. Đó, là chúng ta sẽ có cổng HDMI nữa các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở nắp máy ra. À, rất là dễ các bạn ha. Rồi. À, các bạn sẽ nhìn thấy mình sẽ không mô tả về cái này các bạn, mình chủ yếu mình nói về cái cặp hình thôi. Rồi, chúng ta bật cái này ra phía sau nè các bạn, bật ra phía sau. Rồi, ở đây các bạn sẽ thấy là có hai khe nè, slot 1 và slot 2 nè các bạn. Rồi, thì ở đây cái khe cặp hình là cái khe màu xanh nè. Đó, và các bạn thấy cái khoảng cách từ khe màu xanh xuống dưới cái mặt nguồn này nè, nó cũng khá là xa. Chính vì vậy á, các bạn có thể gắn với cái model này, các bạn có thể gắn những cái cặp màn hình á mà nó có fan dày chút xíu cũng được các bạn. Còn một số cái mã SFF khác, mình ví dụ như là cái Dell 9020 đi, thì cái khe cặn hình nằm sát ở đây luôn nè các bạn. Đây mình lấy 9020 cho các bạn xem nha. Rồi, đây là cái máy là Dell 9020 SFF nè các bạn. Đó, thì các bạn sẽ thấy á, là ở trên đây là khe BCRX X4 nè các bạn. Rồi, cái khe cặn hình nó sẽ nằm ở sát luôn, sát dưới đáy main luôn, và nó nằm rất là sát với cái nguồn. Chính vì vậy khi mà các bạn gắn cặn hình á, các bạn sẽ dùng những cái, các bạn phải lưu ý chọn những cái cặn hình mà nó có cái quạt á, hay gọi là cái heat sink đó, nó nhỏ thôi các bạn, mỏng thôi, chứ nếu mà bạn gắn dày quá thì nó sẽ cạ xuống ở đây. Một là nó bị cạ, nó quạt không quay được, hay là nó bị cấn. Ba là cái lưu lượng gió sẽ không đủ luôn để cho cái quạt nó mát mẻ được các bạn. Đó, còn đối với Dell 7010 á thì các bạn thấy khe cặn hình nằm tuốt ở trên đây, nó khoảng trống nó khá là lớn luôn thì nó dễ dàng hơn. Đó, thì khi các bạn gắn cặn màn hình cho những cái máy mini thì các bạn lưu ý về đầu tiên là khoảng cách từ cái khe VGA nè xuống cái nguồn. Đó. Rồi, xin chào các bạn. Ở đây là mình có ba cái cặn màn hình LaBroFile luôn các bạn. Đó, để gắn vào cái hand mini mà mình mới nói đây. Thì ở trên cùng đây là cái cặn màn hình GT732GB các bạn. GT732GB D3. Xuất ra một bọt là DVI và bọt HDMI. Đó. Rồi với cái cặn này thì các bạn có thể chơi game online nhẹ nhẹ rồi được rồi đó các bạn, LOL, CF gì đó. Rồi tiếp theo các bạn có thấy đây là cái cặn Quadro B400. Cặp Quadro B400. Cặp B400 này thì xuất ra ba cổng mini DisplayPort các bạn. Các bạn muốn gắn vào cái màn hình DVI hay HDMI hay là DisplayPort lớn thì chúng ta sẽ dùng cái đầu chuyển. Đó. Rồi tiếp theo nữa, dưới đây các bạn sẽ thấy có cái cặp là AMD Fire W2001 bản 2GB và xuất ra hai ngõ DisplayPort lớn. Rồi. Như vậy là cái việc các bạn gắn cái cặp màn hình nào vào trong cái máy là do nhu cầu của các bạn. Ví dụ như các bạn chơi game giống như là Liên Minh đó bạn, đó thì chúng ta gắn GT 730 là đẹp rồi. Chứ
chứ các bạn gắn con quạt rồ hay là con phai rồ vô để chơi LOL thì nó không có hợp lý lắm các bạn đó. Rồi ví dụ một số bạn làm đồ họa thì chúng ta có thể gắn hai cái dòng cạc này, thì quạt rồ là cái mã cạc đồ họa bên Nvidia, còn phai rồ là cái mã cạc đồ họa bên AMD các bạn đó. Và các bạn cũng lưu ý là không phải cứ nghe nói đồ họa là chúng ta sẽ dùng hai cái loại cạc này đó, đồ họa tùy theo cái phần mềm nữa các bạn đó. Ví dụ như CAD nè, rồi mấy phần mềm mà thiết kế cơ khí các bạn thì chúng ta sẽ dùng hai cái loại này thì rất là hiệu quả đó. Rồi các bạn dùng CAD thì chúng ta lại nên dùng cái bản GT này hơn đó, nên là tùy theo cái phần mềm mà chúng ta sẽ chọn cái cạc cho nó hợp lý đó. Đây đồ họa nó rất là rộng các bạn, nhiều Corel nó cũng là phần mềm đồ họa nè, CAD cũng đồ họa nè, Photoshop cũng thuộc đồ họa luôn đó, vân vân. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái cạc GT760 vào để bạn này chơi game nha các bạn. Rồi thì đầu tiên là các bạn bật cái nắp này ra phía sau. Rồi chúng ta rút một cái bát trắng PCI ra nè các bạn. Rồi cất cái này lại. Rồi sau đó các bạn sẽ gắn cái cạc này, gắn cái cạc hình này vào. Các bạn lưu ý chúng ta không có dùng tay chúng ta đè lên cái fan nha các bạn. Không có đè lên cái heat sink hay rồi cái fan á, mà chúng ta chỉ được đè lên cái bo thôi nha. Chúng ta đè ở đây là nó cấn mạnh, nó làm mẻ GPU là nó hư cái Vega này. Rồi các bạn lưu ý như vậy. Đó, các bạn lưu ý chúng ta đè lên bo nha. Và khi chúng ta rút cái cạn hình ra thì một tay chúng ta sẽ nắm ở ngoài cái đầu DVI này nè các bạn. Đó, chúng ta dùng tay lực nên ta tùy đây nè. Rồi một tay chúng ta sẽ dùng chúng ta sẽ bẻ cái đuôi này lên. Này các bạn thấy có cái đuôi để giữ cạc nè. Ta phải một tay chúng ta phải đẻ cái đuôi nè. Này cái đuôi này nè các bạn, nó giữ cái đuôi cạc đây nè. Thì ở trên cái cạn hình nó cũng có cái chân màu xanh xanh đây nè. Đó, chúng ta ép lên rồi sau đó chúng ta rút lên. Lưu ý ha. Đó thì cái khoảng trống bây giờ nó khá là lớn các bạn. Khi mà các bạn gắn một số cái cạc mà ví dụ như mình có thấy một số cái cạc 1050T low profile luôn các bạn, thì cái tản nhiệt nó dày hơn thì nó dày là tới đây luôn cũng được. Thì nó vẫn còn khoảng trống để mà lấy gió rồi nó không có cạ lên cái nguồn này. Còn nếu mà chúng ta gắn ở dưới cái khe kế này thì chúng ta gắn cái này vừa vô là nó chỉ sẽ còn cái khoảng trống rất là nhỏ luôn. Thì đó là cái mà các bạn lưu ý. Tại vì không phải cái máy mini nào cái khe cạc hình nó cũng nằm ở đây, mà đa số nó sẽ nằm ở dưới đây nè các bạn. Rồi cái đó mình xin lưu ý các bạn nha. Rồi bây giờ mình khởi động máy lên cài driver rồi bạn cho khách hàng nè các bạn. Để đóng cái nắp lại thì các bạn sẽ cho 3-4 cái chân này nè chui vô đây trước. Rồi chúng ta ép xuống. Rồi ok, mình sẽ bật máy lên rồi sau đó mình cài driver GT760 vào trong máy này luôn các bạn. Rồi bạn giao khách hàng. Cái cạm hình giờ giá nó cũng khá là cao các bạn sẽ thấy nó sẽ giảm rồi, nó giảm cơ bản chút xíu rồi. Tuy nhiên nó vẫn còn là ở cái mức cao chứ không có thấp các bạn. GT730 low profile trước Tết á, thì nó tầm khoảng chừng 500.000 thôi các bạn. Tuy nhiên bây giờ á, nó sẽ ở cái mức khoảng từ 750 cho tới 850.000 nữa các bạn. Nó cao hơn chút xíu. Rồi cái máy của khách hàng thì là Dell 7010 BIOS A29 là bản BIOS mới nhất giờ rồi đó các bạn. Rồi Intel i5-3470 CPU rất là quen thuộc luôn. CPU này trước Tết khoảng tầm 5-600 gì đó, bây giờ mấy bạn mua chắc khoảng tầm 800 các bạn. Giá nó cũng cao lên. Rồi RAM đang là 4GB các bạn. Thì với cái cấu hình này á, các bạn nên đầu tư tối thiểu RAM 8GB, nó sẽ ngon hơn các bạn, ngọt ngào hơn. Nhất là các bạn mà mở nhiều tab web nè, hơn chút xíu. Cái thứ hai nữa có chơi game online nhẹ nhẹ. Rồi thì cận hình là GT720 nè các bạn. Rồi RAM 2GB thì để check chính xác VRAM thì chúng ta cài phần mềm GPUZ. Rồi GT730. Rồi 2GB DDR3 64 bit. Cái cạc này là tính cạc GT720 đồ họa mang tính chất của máy bộ đó các bạn. Rồi sensor này nhiệt độ GPU đang ở mức khoảng 38 độ C nè. Rồi bạn nào mà muốn yên tâm một xíu nữa thì các bạn tải phần mềm full mắt á, các bạn vô các bạn full load cái cạm hình này khoảng tầm 1 phút thôi các bạn, đừng có full load nhiều quá. Rồi ok, cảm ơn các bạn theo dõi clip và lòng xúc ủng hộ cho mình nha các bạn. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Thì đó là những cái lưu ý khi chúng ta gắn cái cạc hình low profile. Cái thứ nhất á là chúng ta chọn cái cạc cho nó phù hợp với cái nhu cầu của mình. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ xem cái khe cạc màn hình á nó có nằm sát ở dưới đáy nguồn hay không các bạn ha. Sát dưới đáy main á để nó gần cái vị trí cái mặt nguồn hay không, để chúng ta chọn những cái cạc màn hình nó có cái heat sink hay là cái fan cạc hình á nó nhỏ lên chút xíu, chứ nếu không nó sẽ bị cấn. Rồi các bạn lưu ý nha.